ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Dậy đi ông cháu ơi, sao ở đây? Dậy làm sao được, tai nghe chống ồn mà. Xin chào các bạn, là mình Phúc Bồ đây. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn chiếc tai nghe đắt nhất trong hệ sinh thái của Apple, đó chính là chiếc AirPods Max. Tuy nhiên thì mình khuyên chân thành các bạn không nên mua sản phẩm này. Vì sao mình lại khuyên các bạn như thế thì mời các bạn xem tiếp video nha. Rồi, vậy thì vì sao mình lại nói là không nên mua cái sản phẩm này? Thì đầu tiên nó chính là về giá. Hiện tại thì những chiếc AirPods Max này có giá đang niêm yết loanh quanh 12 đến 13 triệu. Tuy nhiên thì mình mua chiếc AirPods Max này, đó là hàng lướt, thì giá nó mất một nửa, chỉ hơn 6 triệu thôi. Thế cho nên khi các bạn quyết định lựa chọn mua để trải nghiệm những chiếc AirPods Max này thì các bạn phải chấp nhận cái việc là chúng ta sẽ mất giá khá là nhiều so với những cái trải nghiệm mà chiếc AirPods Max này mang lại với một cái sản phẩm cùng tầm tiền khác. Mình nghĩ nó có thể còn kém hơn cơ. Đó thì là những cái lưu ý nếu các bạn có ý định mua để trải nghiệm chiếc tai nghe này. Còn sau đây thì sẽ là những cái đánh giá và trải nghiệm chiếc AirPods Max này của mình sau một thời gian sử dụng nhé. Rồi, đầu tiên thì là về thiết kế, thì chiếc AirPods Max này có cái thiết kế cực kỳ là dị mà chưa một cái chiếc tai nghe nào trên thị trường có thiết kế giống nó. Thế cho nên khi chúng ta đeo và trải nghiệm ở trên tai như thế này đi ra ngoài đường ấy thì cái nhận diện của nó cực kỳ là tốt, và Apple đã làm rất tốt điều này. Cũng chính vì thế mà chiếc AirPods Max này có rất nhiều màu sắc để cho các bạn tha hồ lựa chọn và thể hiện cá tính. Khác với những chiếc AirPods 2, AirPods 3 hay là AirPods Pro thì chúng ta chỉ có một màu trắng tinh khiết mà thôi. Phần ear cup của chiếc cái tai nghe này khá là to, đó là một miếng kim loại nguyên khối, sờ vào rất là mát nhưng nó lại khá là dễ xước. Phần headband được làm từ thép không gỉ sáng bóng, điều đó khiến trọng lượng của chiếc tai nghe này không hề nhẹ một chút nào. Khuôn đầu của mình thì ở mức trung bình, tuy nhiên thì mình khi đeo chiếc tai nghe này lên tai thì mình vẫn cảm thấy nó hơi nặng một chút. Tuy nhiên thì cái phần đệm tai của chiếc tai nghe này nó khá là mềm, thế cho nên sau một quá trình sử dụng thì mình cũng thấy bắt đầu làm quen được cái việc đeo một chiếc tai nghe như thế này ở trên tai. Cảm giác rút kéo dài hay thu ngắn phần headband cũng rất là dễ dàng, smooth chứ không bị rít. Hay hành động xoay xoay cái ear cup này cũng rất đã. Đệm tai được làm bằng vải và mút bên trong, nó không phải là da cho nên cảm giác đeo không bị bí, rất là thoải mái, không gây ngứa hay dị ứng gì cả. Nhưng nó cũng sẽ dễ bị bẩn khi chúng ta sử dụng một thời gian dài, trừ khi bạn là một người cực kỳ sạch. Một điểm cộng cho chiếc tai nghe này đó là phần đệm tai này chúng ta có thể tháo ra một cách rất là dễ dàng để vệ sinh. Đây, các bạn có thể thấy mình tháo ra rất là dễ, rất khác so với những cái thiết kế của những tai nghe thông thường khác. Ở trên thân tai nghe thì các bạn có thể thấy thiết kế hai nút khá là tiện khi chúng ta thao tác ở trên tai này. Đầu tiên là với nút ngang này thì nó có thể chuyển qua lại giữa các chế độ, ví dụ là xuyên âm, chống ồn hay là chế độ dừng, bao nhạc chẳng hạn. Tiếp đến ở bên kia thì chúng ta có một cái phím chỉnh âm lượng khác với các tai nghe khác, là Apple đã mang cái Digital Ground chỉ có ở trên Apple Watch mang lên chiếc tai nghe này để dùng nó để chỉnh volume, cực kỳ là tiện lợi luôn. Một điểm khá dị ở trên chiếc tai nghe này, các bạn biết đó là gì không? Đó là chiếc tai nghe này không có nút tắt nguồn. Khi chúng ta đeo trên tai như thế này và sau khi chúng ta thả xuống như này thì sau 5 phút nó sẽ được kích hoạt chế độ Low Power, có nghĩa là chế độ nguồn điện thấp chứ không hề có nút tắt nguồn. Còn nếu các bạn muốn kích hoạt chế độ này luôn thì các bạn phải bỏ chiếc tai nghe này vào trong cái keo của nó thì nó sẽ kích hoạt chế độ này lên. Mình cũng không hiểu tại sao Apple không làm một cái núm tròn nhỏ nhỏ ở đây để chúng ta có thể chủ động về việc tắt nguồn. Biết đâu khi chúng ta bỏ xuống mà cái tính năng low power đấy nó không kích hoạt được thì sao? Thì đồng nghĩa với việc là pin nó sẽ bị hết và khi chúng ta sử dụng lại thì là không nghe được. Rồi tiện đây thì nói qua về chiếc cây bảo vệ của chiếc tai nghe này, thì ngay từ lần Apple ra mắt mình nhìn nó là mình đã liên tưởng đến một cái thứ rất là buồn cười, nhưng mà mình không tiện nói trong video. Về chất liệu của chiếc cây này thì bên ngoài nó được làm bằng cao su, còn bên trong chúng ta sẽ có một lớp bọc giả da nhằm bảo vệ cho hai cái ear cup làm bằng kim loại này của Apple. Cầm trên tay mình thấy nó hoàn thiện cũng khá là ok đấy, nhưng tuy nhiên thì với cái chất liệu như này khi mà về Việt Nam để chúng ta sử dụng mà chúng ta cứ để trên bàn ấy, nó rất dễ là bám bẩn. Ở đây của mình thì nó màu trắng thì nó thật là mình cũng sắm một cái cây màu đen khác để dùng, chứ còn cái này thì mình thậm chí là mình không dùng, mình cất trong hộp để cho nó mới. Và nếu chắc chắn chúng ta dùng cái này nó sẽ bị bẩn. Với lớp cao su này để vệ sinh nó rất là khó. Rồi bây giờ nào đến phần quan trọng nhất của một chiếc tai nghe, đó chính là về chất âm. Thì đây cũng là một điểm mình khuyên các bạn không nên mua. Tại vì sao? Với cùng tầm tiền chúng ta bỏ ra để mua chiếc tai nghe này thì chúng ta có rất nhiều lựa chọn của những hãng tai nghe khác mà nó cho cái chất lượng âm thanh tốt hơn hẳn chiếc tai nghe này. Mình lấy ví dụ như một chiếc tai nghe B&O chẳng hạn, cũng cùng tầm giá của chiếc tai nghe AirPods này thì nó cho cái trải nghiệm âm thanh cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì về vấn đề nghe và nhìn thì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Thế cho nên mình sẽ không đi sâu về cái này mà mình sẽ đưa ra những cái cảm nhận rất là khách quan của mình về chiếc tai nghe này. Về khả năng nghe nhạc thì với bản thân mình là một người nghe đủ các thể loại nhạc thì AirPods Max cho trải nghiệm khá là ok. Nghe nhạc rock, R&B cho đến EDM thì đều đáp ứng tốt nhu cầu của mình. Apple có tích hợp tính năng Adaptive EQ trên chiếc AirPods Max này để có thể điều chỉnh âm thanh phù hợp với ống tai của mỗi người, giúp mang lại trải nghiệm chất lượng âm thanh tốt nhất.
Microphone trên AirPods Max sẽ đóng vai trò đo đạc các âm thanh bên trong ống tai, được phản hồi lại để tai nghe có thể phân tích và điều chỉnh âm thanh ở tần số thấp và trung âm sao cho phù hợp với tai mỗi người. Một cái tính năng mình cực thích trên chiếc AirPods Max này đó chính là cái tính năng chống ồn chủ động. Cái tính năng này thì nó cực kỳ hữu ích nếu các bạn làm việc ở quán cà phê hay các bạn đi di chuyển bằng máy bay, thì khi chúng ta kích hoạt cái tính năng này lên, chúng ta có thể chống ồn được những tiếng động ở xung quanh gây khó chịu cho chúng ta. So sánh hiệu quả của cái tính năng này thì nó ngang bằng với tính năng chống ồn trên chiếc AirPods Pro. Khi các bạn kích hoạt cái tính năng này lên thì nó sẽ giảm được khoảng tầm 90% những tiếng ồn ở xung quanh. Tuy nhiên thì đây là một chiếc tai nghe over ear, thế cho nên nó sẽ cho cái cảm giác thoải mái khi chúng ta đeo trên tai so với chiếc AirPods Pro, nó là dùng núm cao su. Rồi vậy thì tổng kết lại thì AirPods Max nó là một cái sản phẩm không hướng đến số đông, tại vì thứ nhất là về giá thì nó có giá khá là cao. Bên cạnh đó thì cái hiệu quả của nó đem lại thì mình thấy thực sự là nó không quá khác biệt so với những chiếc tai nghe khác. Xét về tính thực dụng thì vẫn như đầu video mình đã nói rồi, các bạn không nên mua sản phẩm này. Chúng ta chỉ mua khi thực sự nói thật với các bạn là các bạn quá yêu Apple giống như mình chẳng hạn, thì chúng ta mới nên mua những cái tai nghe như thế này để cho nó full combo thôi. Trên đây là những cảm nhận và chia sẻ của mình về chiếc AirPods Max này. Còn các bạn thì sao? Hãy cùng để lại bình luận xuống phía dưới. Và cũng đừng quên like, subscribe để ủng hộ bên mình nhé.